Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tấn Quân Watch Dragon. Thì hôm nay Quân làm cái clip này để giới thiệu cho quý khách hàng một cái sản phẩm mới của tụi em, đó chính là cái cản trước Airline dành cho T1, dành cho tất cả các dòng T1 luôn. Thì có nghĩa là anh chị mà muốn chiếc xe của mình nhìn nó thể thao hơn á, với lại nhìn nó mạnh mẽ hơn, thì anh chị nên lên cái Airline này. Thì bây giờ chúng ta có thể là lên được cái cản trước Sport để dành đi off-road, hoặc là giữ cản trước Zin, hoặc là lên cản trước R-Line này. Thì đối với cản trước Sport của off-road đó, thì mọi người đã được trang bị sẵn trên chiếc xe T1S rồi. Còn những cái dòng T1 như Elegant á, thì mọi người có thể là lên tùy chọn, giữ nguyên cũng được, lên R-Line cũng được, lên cản trước S cũng được. Còn đối với bản S thì quý khách hàng có thể lên luôn cái R-Line này, và quý khách hàng giữ lại cái S kia, và mình sẽ hai phiên với nhau. Khi nào chán cái R-Line thì mình gắn cái S vào, khi nào chán cái S thì mình gắn R-Line vào. Đó. Thì cái R-Line này thì nó trang bị cái phần cản trước ở phía dưới á, là được sơn bóng, và có một cái thanh mạ rơm cắt ngang qua. Đó, nhìn nó bóng, nó hầm hố hơn. Theo cảm nhận cá nhân của Quân á, thì Quân cảm nhận cái R-Line này nó đẹp hơn cái phiên bản Zin hoặc là phiên bản Sport Off-Road. Đây, cảm biến được gắn đầy đủ trên xe. Chiếc xe này của khách đã lấy rồi, thì khách lên cái ghế màu cam và cái cản trước R-Line. Đó. Có cái mặt ga lăng á, quý khách hàng có thể thấy là cái mặt ga lăng cái này thì nó được up rơm có logo của R-Line, và được up rơm dọc xuống. Và cái mặt ga lăng bản Zin thì nó chỉ up rơm ngang thôi, còn bản R-Line thì up dọc xuống cho quý khách hàng. Còn toàn bộ thân xe thì nó giữ nguyên. Đây, nội thất cam. Ví dụ như khách hàng mua chiếc xe T1 Elegant đang có giá khuyến mãi rất là tốt, thì dưới cái số tiền khuyến mãi đó khách hàng lên được nè, lên cho mình là R-Line nè, và thứ nhất mặt ga lăng, hai mặt ga lăng, hai cái cản trước chính hãng R-Line. Rồi khách hàng lên nội thất da màu theo ý của mình luôn. Nếu là Quân rồi, Quân lên luôn màu đỏ, nội thất T1 đen, nội thất màu đỏ, thì chiếc xe mình sẽ nhìn rất là thể thao và hầm hố, đi là khỏi bị đụng hàng luôn. Đi cái R-Line này lên ở hắc và đỏ là không bao giờ đụng hàng. Còn đây là cản trước của T1S, cản trước Sport đi off-road, thì nó được vuốt lên, nó nhìn nó thể thao hơn, đi off-road nó dễ dàng hơn cho quý khách hàng. Đó, thì khách hàng thấy cái nào ưng hơn thì mình lên cái đó, hoặc là mình giữ nguyên và mình mua thêm để lên hai phiên với nhau. Rồi quý khách hàng mà muốn tham khảo thêm về cái R-Line á, thì cứ liên hệ số điện thoại trên đây của Quân, và Quân sẽ phân biệt báo giá của từng bản T1, rồi báo giá khi mà lên cản R-Line là bao nhiêu, rồi khi mà lên bản S là bao nhiêu. Đó, quý khách hàng cần thêm thông tin thì cứ liên hệ cho Quân. Quân xin cảm ơn và chào mọi người nhé.